tôi kể người nghe. Đời lão hàm này một cuộc đời cay đắng. Nhớ chuyện ngày xưa tôi bán cầu bán đi chỉ có vài chục cây. Hả? Trời ơi, có cái chuyện bán con chó mà ông kể từ năm này qua năm nọ, ông muốn kể không? Để tôi kể cho ông nghe. Quẩy lên em. Một năm đã trôi qua với nhiều hot trend, bộ môn bóng đá xưng vương vô địch. Cùng đi bão em ơi, xuống đường quẩy thôi, thật tự hào là người Việt Nam. Thì theo giá tăng cao cái gì cũng tăng theo, tiền không kiếm say sưa ăn nhậu. Tiền nhiều để làm gì suốt ngày cãi nhau, ăn cháo hành thì cần gì thịt heo. Để mình nói cho mà nghe, đừng mừng rượu tỏ tình, đi đu đưa cho lắm rồi lại than sông gió. Sáng mắt ra mà xem rồi là chuyện thái y, showbiz năm nay đang phết toàn là sao dính scandal. Trên tay iPhone Pro Max anh auto đẹp trai, anh không đi Vespa chỉ đi VinFast thôi. Anh ơi nếu cần một người vợ đến bên em nhé anh. Này Xuân của em ơi yêu mị nhé Xuân, đừng yêu nó đã hai đời chồng. Mày buông nó ra ngay không là biết tay, nhà bao việc hồn hồn về nhanh. Lại đây các cháu ơi nấu nồi bánh chưng, làm về lóc siêu to không lồ. Chào cô chú đi xa yeah 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 yeah, làng quê phường tộc một kia bà con. Thơm thơm à. Dạ ngủ hoài vậy, hết năm con heo mà ngủ như heo vậy, dọn dẹp nhà đóng tết kìa. Hả tết? Cuộc sống em đang bình yên, đùng một cái thì xuân về tết đến. Lau bàn quét nhà gói bánh tét phụ mẹ cha, dưa hấu đem qua cầu năm, còn bánh tét đem qua bà hai nhé. Ghe nhà chú mười lấy mai đem ngày về đây. Con thắm này trông gọn ghê, mày có chiếc filler gì không đây? Em nào có tiền dáng em đây đẹp tự nhiên, thưởng tết năm nay được nhiều chị đây cũng sơ sơ dài chung chơi. Không được thưởng tiền với em trả lương người ta, gái nhà lành lại giàu mà sao chẳng có ai yêu. Chắc là bề ngoài đẹp mà bên trong hỏng có ra gì, thấy vì ngồi tạo nghiệp thì sống có ít tết mới vui. Lên đồ ra đường đi chùa hái lộc đem tặng ông bà, không thì gánh đi vô vì nào. Gần đi movie sắp tới có nhiều event hoành tráng lắm, tao cày lấy quà hấp dẫn nha. Nè hả? Hey, hey.